không vị trí góp chân, nhưng mà mình vừa tập cho nó mạnh lên và vừa giãn cho những cái cơ bị căng cho nó mềm ra. Thì ví dụ Duyên bị sai hả? Duyên bị sai tư thế hả? Ok. Bicep. Đây thì người ta có ví dụ cho mình là mình nên giãn cơ gì và mình tập cái gì. Ở đây mình có SMR cho cơ gastrocnemius nè và cơ soleus, hoặc là mình SMR cơ biceps femoris, tức là cơ đùi trước á, mà cái nhóm cơ đùi trước short hết. Thì cứ gõ cái tên nó lên sẽ thấy ha. Rồi, static. Static thì mình SMR cái cơ nào thì mình static cái cơ đó luôn. Ví dụ này, static stretching cho cái gastrocnemius này luôn và static cho cái biceps femoris luôn. Còn với cái việc tập cho nó mạnh lên thì tập bài gì? Single leg balance bridge. Thì cái bài single leg này mục đích là để làm gì? Là để nó tập cái cơ mông nhỡ. Nãy mình có nói cái cơ mông nhỡ. Cơ mông nhỡ. Để cho khi mà cái động tác đó, khi mà mình squat xuống á, cái cơ mông nhỡ nó sẽ giữ vai trò ổn định. Giữ ổn định cho phần hông và phần thân dưới. Single leg. Đây, khi mà bạn squat một chân xuống thì cái chân mà mình đứng này nè, nó phải mở gối ra và kích hoạt cơ mông bên ngoài. Kích hoạt cơ mông ngoài để giữ ổn định. Thì khi mà giữ ổn định được thì cái cơ đùi phía trong này sẽ được giảm đi áp lực trên nó, và hai mặt trước mặt sau nó hoạt động đều với nhau, từ đó làm cho cái hiệu quả động tác tốt hơn. Rồi đây là đó là cái hình. Thấy cái động tác này kiểu, nếu mà thực hiện ấy ạ thì kiểu khó ấy ạ. Có ok Vâng, thường là thì mọi người không học được cái động tác. đúng rồi, thì ví dụ động tác nếu nào mà nó khó quá thì mình có thể dùng những động tác khác, dùng những động tác khác bằng cách giống như mình đã biết nó đã kích hoạt cái một cơ gì rồi thì mình cứ gõ cái tên cơ đó lên, gõ cái tên cơ đó lên xong rồi tìm bài tập của nó. Ví dụ medius glute, glute này exercise chẳng hạn, thì nó sẽ ra một nhóm các bài tập liên quan đến cái cơ đó đó, ví dụ vậy. Thì em sẽ có thêm nhiều lựa chọn để mình đưa vào chương trình tập tùy theo level của khách hàng đó, hoặc là đơn giản như này, đeo band vào, đơn giản thôi, đeo band vào tập. Ví dụ đây, loose. Ở những bài mà mở chân ra hai bên đó, nhìn chung á mình hiểu, mình chỉ cần hiểu chuyển động để kích hoạt được cơ mông nhỡ thì đầu gối phải mở ra hai bên, kể cả là đứng hay là lúc squat xuống, hai chân hay một chân gì cũng vậy. Ví dụ hai chân thì mình đeo cái band vào và mình duy trì tư thế cái chân mở đầu gối ra hai bên là nó sẽ kích hoạt được mông nhỡ, hoặc là thậm chí là tư thế này nằm ngang mở gối cũng là kích hoạt mông nhỡ. Số rep số set để nếu mà thuộc ở cái space mà stabilization á thì họ sẽ thực hiện 2 đến 3 set và số rep khoảng 15 đến 20 rep thì nó mới hiệu quả, mới đủ để kích hoạt thần kinh cơ liên kết giữa cái đầu với lại cái cơ chỗ đó. Cái bài nằm ngang này là cái bài clamshell. Clamshell. Clamshell exercise. Đó, thì mình đeo cái band vô, mở chân ra. Mở ra mở vô là kích hoạt cơ đó. Mình mới nói là mình đừng có nên chú ý quá vào cái tên bài tập, mà mình nên hiểu là à người này bị vấn đề này thì nên tập trung vô phần cơ nào. Thì mình cứ lấy cái phần cơ đó mình đưa lên mình tìm ra bài tập. Đó là cách mình học từ cái gốc. Từ cái gốc thì mình có thể tìm ra rất nhiều cái cách để giải quyết nó, chứ mình đừng học từ cái ngọn. Ok. Hiểu không Ly? Cho tôi hỏi một tí là ví dụ Ok. như khi mà mình warm up đấy, kích hoạt đấy thì có cần phải tempo không nhỉ?
Có làm, đúng không? Làm gì làm gì? Khi mà mình kích hoạt những cái nhóm cơ yếu ấy, vâng, thì mình có cần phải thêm tempo vào không? Tempo thêm, thêm tempo cần. À. Tempo đây là ở trong mức độ họ kiểm soát được động tác. Ví dụ có thể từ 3 đến 4 giây trong lúc eccentric. Eccentric là cơ nó giãn ra để cho họ kiểm soát động tác nó chuẩn hơn. Tại vì cái phase đầu tiên thì không thể nào cho họ tập nhanh được mà phải kêu tập chậm. Ví dụ khoảng 2 đến 4 giây hoặc 3 đến 4 giây gì đó trong cái pha eccentric, eccentric. Ví dụ như squat xuống thì cái pha đầu tiên khi mà từ ở tư thế đứng squat xuống điểm thấp nhất thì đó là lúc cái cơ eccentric. Mà cơ nào eccentric? Đó là cơ đùi và cơ mông. Đây, ví dụ động tác squat ha. Ví dụ squat. Ví dụ họ squat xuống thì lúc mà họ đưa xuống nè, ở vị trí thấp nhất, vị trí thấp nhất như các bạn thấy là cơ mông giãn ra nhiều nhất và cơ đùi trước giãn ra nhiều nhất thì đó là eccentric. Nhớ không? Nhớ eccentric là gì không? Là nó đang giãn ra. Thì cái pha này phải kêu họ kiểm soát chậm, từ từ mở gói ra để kích hoạt được cả mông và đùi. Xu hướng mọi người sẽ dễ cảm giác đùi hơn là so với mông. Đó. Thì mình sẽ kêu họ kích hoạt này. Nhưng mà để kích hoạt cơ mông này á, vì đây là một cái động tác ví dụ lớn quá, nguyên cái compound kết hợp nhiều thứ cơ và cả hơi thở nữa, thì một trong những bài phát thường cho khách hàng tập là bài clamshell hồi nãy để kích hoạt phần mông nhỏ, hoặc là bài glute freak để kích hoạt cơ mông. Đây là hai bài khá đơn giản và cô lập cơ để cho họ dễ cảm nhận từng cái vùng cơ đó trong lúc khởi động. Đây, bài này ha, đeo cái band vô cái đầu gói để tăng khả năng kích hoạt. Rồi họ đẩy lên, kêu giữ lại 2 hoặc 3 giây gì đó để cảm nhận cái lực căng, cái tension ở cái vòng cơ mông. Rồi hạ xuống. Thì cũng vậy, tương tự 2 đến 3 set, 15 đến 20 rep để kích hoạt cơ mông ha. Rồi phần warm up làm gì nữa? Phần warm up đó là cho phần mông. Ví dụ phần core, hôm trước Tuấn cũng có tập thử rồi, là bài thử bài push dog chẳng hạn. Push dog. Nó khác nước lắm mình. Push dog. Đây, bài này để kích hoạt core. Đó là một. Hoặc là bài dead bug cũng vậy, để kích hoạt core. Đây, cũng là để kích hoạt core. Đây, đây là đối với khách hàng mới. Đối với khách hàng mới, mình sẽ cho tập những cái thứ như vậy. Đó là đơn giản. Rồi. Và gì nữa? Đó là thân dưới, thân trên. Và phần vai. À, thân trên, phần vai, mình sẽ cho họ tập thêm bài shoulder backing. Shoulder backing để làm gì? Để họ ép được cái vai, cái xương bả vai vào để giữ ổn định. Tên của nó là shoulder backing, có thể coi trên YouTube hoặc là mấy hình minh họa này. Để mục tiêu là retract được cái scapula và deflect nó xuống, là đẩy ra sau cho nó khép cái bả vai vô là một nè, và đẩy xuống dưới luôn thì nó mới đúng ở vị trí mà cân bằng nhất của cái xương bả vai. Thì khi mà cân bằng nhất ở vị trí này rồi thì họ làm những cái gì, ví dụ kéo hoặc là đẩy, thì cái động tác sẽ ổn định và hạn chế chấn thương vai. Ok, đây là một số bài mình đưa vào tập luyện khi mà warm up. Thì đó, ví dụ buổi offline mình sẽ thực hiện trực tiếp để mấy bạn dễ biết cách thực hiện và cảm nhận như thế nào cho nó đúng. Bình thường Dũng có làm mấy bài này không? Có, tức là bình thường mà một cái plan thì plan training chỉ có 4 phần. Tức là phần đầu tiên là mình sẽ warm up, phần 2 thì mình sẽ tập những nhóm cơ yếu ấy. À. Phần thứ 3 thì mình sẽ tập bài tập chính có tempo ấy. Còn bài thứ, còn phần thứ 4 thì mình sẽ kiểu cool down cho người ta thả lỏng. Ok, thì đó, thì có rất nhiều cách để chia bài tập. Thì mỗi người sẽ có một cách sao như đó để phù hợp với từng khách. Và cũng nội dung thì dựa trên những cái mình học, cũng giãn cơ, cũng khởi động, rồi có cardio, có tập tạ gì đó, xen kẽ vô. Rồi, tiếp. Thì đây là cách sử dụng cái bảng ha. Cách sử dụng cái bảng. Đây là mình mới ví dụ về trường hợp mình sử dụng nhờ đánh giá ở tư thế phía trước, mặt trước, từ bàn chân thì fit những cái lỗi nào, cơ nào. Tiếp theo là phần gối, như thế nào. Đó,
Thì tương tự các bạn làm tương tự đó với những phần phía sau. Rồi đây là cái bảng. Để nếu có cái file PDF mình sẽ gửi qua group cho xem. Không biết mình đã gửi chưa, có thể gửi rồi. Có thể mấy bạn kiểm tra lại mấy cái file PDF mình gửi trong group ha. Rồi. Những cái bài giảng cơ này thông thường á, mình cố gắng khuyên khách là về tiếp tục giảng cơ. Mình ở chỗ tập mình sẽ chỉ họ giảng như thế nào và giải thích tại sao phải giảng, rồi giảng như thế đó, chú ý những điểm như thế nào và kỹ thuật như thế nào cho đúng, và nên yêu cầu khách hàng về giảng thêm. Tại vì giảng một tiếng với mình không là không có đủ. Và giống như mình giao bài tập về nhà cho họ, họ phải làm nhiều thì nó mới fit được cái cơ thể của họ. Còn chứ nếu mà cứ duy trì thói quen mà không có tập luyện thường xuyên á, thì nó sẽ dẫn dễ giữ nguyên cái tư thế bị mất cân bằng, không cải thiện nhiều. Rồi, đó là nội dung của phần bài flexibility. Bài này hơi dài, 2 phần rưỡi rồi. Mình nghĩ bài này ngắn rồi, cái nó hơi dài. Thì khi mình học xong phần này rồi, mình đưa vào SMR ở phần warm up. Đây là nội dung, đây là cái bản mẫu của chương trình NSM. Nó có những cái mục như là tên khách, warm up là có giãn cơ, rồi đến có thể có cardio cho phần khởi động, xong rồi tới tập luyện core balance, plyometric, rồi đó tới tốc độ, rồi mới tới tập tạ resistance. Gọi là tập, gọi chung là tập kháng lực, chứ mình sẽ không gọi tập tạ nữa. Tối nay mình sẽ gọi tập là tập luyện kháng lực resistance training, xong sau đó tới cool down. Okay. Đó là bài đầu tiên, bài flexibility. Tiếp theo là các bạn có thắc mắc gì không về cái bài này? Alo, có ai thắc mắc gì không? Tuấn ok không Tuấn? Rảnh coi thử cái Tuấn coi thử cái quy trình bên Phát làm thử đi, có thể áp dụng vô trực tiếp để kèm khách luôn đó. Ok Ly, câu hỏi nãy ok không Ly? Hiểu cách vận dụng không? Có anh ạ. Ok, cố gắng thực hiện. Đúng rồi, cố gắng thực hiện áp dụng theo kiểu từ gốc của vấn đề, chứ mình đừng tìm hiểu từ ngọn của vấn đề. Bài tập chỉ là cái cuối cùng thôi, còn mình phải đầu tiên, cái khó nhất là tìm hiểu nguyên nhân khách hàng bị sai lệch ở đâu và dùng cái gì để sửa sai lệch đó. Khi mình xác định được cái đó rồi thì cái bài tập là cái chuyện nhỏ thôi. Rồi, bài tiếp theo, bài số 8, mình sẽ tìm hiểu về cardio respiratory, hệ tim mạch và hô hấp. Đầu tiên định nghĩa và giải thích những thành phần của tập luyện cardio respiratory. Ở đây thì người ta dùng cụm từ cardiorespiratory là kết hợp và cả tim mạch và hô hấp đó nha. Đây là hai vế nè, cardio là một, respiratory là vế thứ hai. Tại vì thường mình hay dùng là tập cardio không, chứ người ta lại quên đi là cả hít thở, hô hấp cũng liên quan. Rồi giải thích về sinh lý, hệ thống sinh lý, kiểu phản ứng của cơ thể với việc tập luyện cardio. Rồi mối liên quan giữa những cái lợi ích của tập luyện cardio với sức khỏe. Rồi hướng dẫn và lời khuyên tập luyện cardio cách an toàn và hiệu quả với từng đối tượng. Rồi giải thích cách để lên một chương trình tập luyện cardio và những cái biến thể phù hợp với khách hàng. Và giải thích cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng làm cách nào tập luyện an toàn và hiệu quả. Ok, nhìn chung lại là hiểu nó là cái gì và xoay quanh mục tiêu là giữ cho chương trình tập luyện mình an toàn và hiệu quả. Đó là câu xuyên suốt tất cả các chương trình học, cũng như bên chỗ mình làm, mình cũng hay đưa vào những bài content marketing những động tác, những phương pháp tập đều hướng đến an toàn hiệu quả. Nhưng không có như kiểu truyền thống là như hồi xưa kiểu tăng cơ giảm mỡ nữa, mà đang cố gắng educate khách hàng theo một cái hướng khác để nó hợp lý, nó đúng, nó đắn hơn.
Tại vì ví dụ nếu hướng họ theo tăng cơ giảm mỡ thì họ có thể bất chấp làm mọi thứ để tăng cơ giảm mỡ. Bây giờ mình phải hướng đến tập luyện an toàn và hiệu quả, thì từ từ họ sẽ có kết quả về những cái tăng cơ giảm mỡ đó sau. Rồi vậy tập cardio respiratory là cái gì? Tập cardio là tập luyện cải thiện hệ tuần hoàn và hô hấp. Đó là việc cung cấp oxy, khả năng cung cấp oxy trong máu tốt hơn đến hệ cơ xương trong suốt quá trình mình hoạt động, thực hiện các hoạt động thể chất. Đây là câu đầu tiên đó, hoặc là để mình copy xem nó dịch như thế nào. Tại ý chung là tăng cường khả năng trao đổi oxy trong cơ thể đến những cơ quan cần thiết để thực hiện tốt hơn vai trò của hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Hệ thống tim mạch phản ánh khả năng hệ thống tuần hoàn và hô hấp cung cấp máu và oxy cho cơ xương trong quá trình hoạt động thể chất liên tục đó. Ok. Rồi. Đó là một trong tập luyện cardio, là một trong năm cái thành phần health release physical fitness, là một trong năm yếu tố quan trọng làm nên một cái gọi là level fitness của mình. Còn bốn cái còn lại thì là cái gì? Muscular strength là sức mạnh cơ bắp. Muscular endurance là sức độ bền của cơ bắp. Giống như một cái là tập mạnh hơn, một cái là tập lâu mỏi hơn. Rồi độ linh hoạt của cơ bắp. Flexibility. Body composition là nhìn có vẻ gọi là ok hơn, fitness hơn, mà lem hơn. Sáu múi sit back hơn đó. Đó là tập về phát triển kích thước size kiểu body sáu múi này kia nọ. Và cardio. Đó. Thì cardio đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Và duy trì sức khỏe ở đây là cả về ở trong tập luyện và hoạt động sống hàng ngày. Ở đây người ta nói đến hoạt động sống hàng ngày. Normal activity daily living, viết tắt là ADLS. Tại vì tập luyện nếu không đáp ứng cho cuộc sống hàng ngày thì nó có ý nghĩa gì? Rồi. Ví dụ giờ tập luyện tập tạ, tập sức mạnh không, cơ bắp cuồn cuộn, leo lên lầu thứ 2, thứ 3 bắt đầu đứng thở hồng hộc, thở hên nổi. Đúng không Tuấn? Hồi đó mình cũng bị vậy. Tại vì không có tập cardio thường xuyên nên dù bự cái nào, dù đô cái nào, leo cầu thang mấy cái xong đứng thở còn yếu hơn mấy đứa nhỏ nữa. Đó thì cuối cùng cơ bắp làm gì? Hoặc là tập luyện để làm gì? Cuối cùng phải để phục vụ được cuộc sống của mình chứ không phải để chỉ để show off. Rồi, nên ở chương trình tập luyện cardio nên được thiết kế phù hợp để cải thiện theo từng level khách hàng và theo quan điểm của chương trình học from the standpoint đây, thì để chống lại các bệnh mãn tính luôn. Từ cái việc cải thiện chất lượng cuộc sống ở đây nó có nhắc cho mày luôn nè, prevent chronic disease và improve health and quality of life, tức là chống bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính đến từ đâu? Đến từ việc ít vận động cũng như là thói quen sinh hoạt sai này kia, ít tập cardio, ít tập luyện, dẫn đến hệ tim mạch càng ngày càng yếu, thì dẫn đến những cái bệnh mãn tính như là cao huyết áp, tim mạch, béo phì, tiểu đường. Cái buổi đầu tiên mình có nhắc về những cái bệnh lý đó. Và cải thiện cardio cũng cải thiện luôn chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống ở đây đang nói về mặt sức khỏe ha. Rồi, nó luôn được, sẽ luôn nên là đặt ở vị trí hàng đầu trong những chương trình tập luyện. Và không nên bỏ qua đó. Ví dụ tập luyện giống như của Duyên, dù có tập nhiều bài, nhiều mức tạ chẳng hạn, nhưng vẫn có cardio cường độ cao để duy trì. Đó là lý do mình nên kết hợp nhiều thứ vào, chứ mình không nên tập chỉ một cái. Nhưng cardio đôi khi cũng nên kết hợp thêm những cái như tập resistance, tập với tạ chẳng hạn, để tăng cường phát triển cơ. Tại vì bản thân tập cardio nó đốt khá nhiều cơ, với lại nó gây stress cơ thể nếu không. Và thời gian ví dụ mình đổi từ cardio sang tập luyện với kháng lực
thì cũng là lúc cho cơ thể nó nghỉ ngơi, những cái mô mềm nghỉ ngơi, rồi sau đó mình tập luyện kháng lực phát triển cơ xong mình quay lại tập cardio tiếp, thì hai cái đó nó sẽ bổ trợ qua lại với nhau. Rồi tích hợp việc tập luyện cardio vào stay nó sẽ cải thiện sức khỏe. Ở đây người ta tụ chung ý của cái phần cái phase này lại là nên thiết kế một chương trình tập luyện cardio phù hợp để làm gì, để nó không quá nhanh đối với khách, tức là không quá nặng hoặc không quá nhẹ. Không quá nặng tức là đối với những người ví dụ mới chưa tập gì hết, hoặc là bị béo phì, hoặc là có vấn đề xương khớp, hoặc là bị mất cân bằng tư thế, vô thì phải cho họ mức cardio phù hợp với họ, ví dụ như đi bộ bình thường hoặc là những động tác đơn giản, chứ đừng có mới vô bắt họ nhảy hoặc là mới vô bắt họ chạy chẳng hạn, vậy thì sẽ ảnh hưởng. Dạo này Duyên tập dưỡng sinh xong giờ chân cả không dám gì nhót. Thì học để mình biết, để mình hiểu cơ thể mình hơn. Vấn đề của Duyên là giống như cái cổ chân, nên lưu ý nó, tại nó đã từng chấn thương thì mình lưu ý nó, mình tập từ từ cho nó phục hồi lại. Bây giờ ví dụ mình đừng có, ví dụ cổ chân đang bị vậy, mình đừng có jumping jack nhiều quá, hoặc đừng có jump squat nhiều quá, hay là jumping lunge nhiều quá. Mình đứng tại chỗ mình squat thôi, hoặc là mình tập lunge chậm thôi, thì do nó vẫn có áp lực đè lên cổ chân, nhưng mà mức độ vừa phải để nó thích nghi với áp lực, rồi dần dần nó mới tăng lên mới tiến qua những bài nhảy sau đó, thì nó mới phục hồi, mới trở về bình thường được, hạn chế chấn thương lặp đi lặp lại. Ok, thì hạn chế cái việc mà khách hàng bị thúc đẩy ép quá nhiều, nhất là những khách hàng muốn giảm cân chẳng hạn. À, giờ muốn giảm cân trong một tháng, cái áp lực lên người PT, người coach cũng vậy. Cái nếu mà người PT đó không vạch được lộ trình phù hợp, bắt đầu đưa vô cardio tập nặng thì sẽ chấn thương, đó là chuyện sớm muộn thôi. Hoặc là tập luyện không phù hợp theo kiểu nhẹ quá, giờ khách hàng này đã fit rồi, bây giờ lại đưa chương trình nhẹ quá cho họ, thì họ lại không cải thiện được cái khả năng cardio của họ, thì nó lại ảnh hưởng đến cả cái sức họ tập đối với những bài tập resistance luôn chẳng hạn. Đó, khi mình tập luyện cardio nó sẽ cải thiện luôn cả, gọi chung nó cải thiện hệ tuần hoàn và hô hấp. Thì ở đây nó cải thiện cái capacity. Capacity ở đây là cái gì? Cái chữ capacity này, sức chứa hoặc là sức chịu đựng. Dũng hiểu cái chữ capacity này là gì không? Mới nghe lần đầu luôn đấy. À, capacity. À, Ly hiểu capacity không Ly? Alo. Ok, giải thích luôn ha, còn 5 phút nữa. Capacity này ví dụ mình hôm nay mình đẩy đẩy ngực đi. Mình bench press hoặc là mình squat, thôi đẩy ngực đi. Mình đẩy 50 kg, 60 kg. Đó, 60 kg thì mình ngồi dậy xong nó mệt quá trời mệt. Mình phải thở liên tục 3 phút, 5 phút. Nó mới quay trở về cái nhịp tim bình thường. Ví dụ bình thường nhịp tim của mình là khoảng 70, 75, đúng không? Mình đẩy xong cái 60 kg đó, nhịp tim mình nhảy lên 100 mấy. Rồi mình phải ngồi khoảng 3 phút, 5 phút nó mới duy trì quay về cái nhịp tim của mình là 75, 70, 75. Đó. Thì sau khi tập luyện một thời gian, mình khả năng mình thích nghi được với bài tập đó bằng việc mình tập luyện khối lượng tạ lớn hơn hoặc volume lớn hơn, hoặc là mình có tập thêm cardio bên ngoài, thì sau đó 3 tuần, 4 tuần mình quay lại mình đẩy mức 60 kg đó, thì mình chỉ cần nghỉ 1 phút thôi thì mình đã quay lại được cái nhịp tim bình thường, tức là tốc độ mình phục hồi nhanh hơn. Hiểu chỗ này chưa? Đây gọi là capacity, tức là khả năng chịu đựng của cơ thể tăng lên. Ok ông Dũng? Cái câu thì hiểu cái ý là cái ngưỡng, tức là cái ngưỡng vượt ngưỡng chịu đựng, nhưng mà ngưỡng chịu đựng, nhưng mà cái câu sức chứa này bây giờ mình nghe lần đầu tiên. À, tại vì nên Google dịch nó sẽ không dịch được theo đúng cái kiểu fitness của mình muốn. Ở đây có thể hiểu là khả năng nè, nó còn những cái chữ khác có thể dịch từ capacity ra, khả năng hoặc là dung tích nè, nó sẽ phù hợp hơn là sức chứa. Ok, như đây nó sử dụng từ dung tích cũng ok nè, dung tích của nhịp tim hoặc là khả năng kiểm soát nhịp tim chẳng hạn. Mình hiểu nôm na nó là cái khả năng chịu đựng của cơ thể
so với những cái mức độ tập luyện, thì đó là capacity. Thì ở đây đang muốn nói gì? Đang muốn nói là tập luyện cardio có thể hỗ trợ cho mình trong việc tập tạ, tập resistance training, hoặc là tập luyện luyện một cái môn thể thao nào đó. Ví dụ tại sao người tập tennis, hoặc là người tập bóng bàn, hoặc là người tập đá banh cần phải tập chạy bộ thêm? Thì ví dụ để họ, ví dụ đang đánh tennis, đánh một set bắt đầu họ mệt rồi, nhưng sau này họ kết hợp thêm chạy bộ đường dài, hoặc là chạy bộ theo kiểu HIIT, high intensity chẳng hạn, thì cái capacity họ tăng lên. Bình thường đánh một set họ mệt, nay họ đánh hai set, ba set họ mới mệt so với lúc họ đánh một set. Đó là cái lợi ích của việc tập luyện cardio. Đó, đó là cái nôm na mình dễ hiểu. Rồi, dưới này người ta nói về những lợi ích, benefits của việc tập luyện cardio. Có rất nhiều lợi ích. Vậy đặt vấn đề ngược lại, nếu không tập luyện cardio, ở đây nó có nói nè, in other words, tức là nói ngược lại, nói ngược lại, nếu như không tập luyện hoặc là có một cái hệ tim mạch yếu, poor cardio respiratory, thì nó sẽ dễ là dấu hiệu của những nguy cơ, của những rủi ro về bệnh lý, những bệnh lý mãn tính. Như hồi nãy mình nói thì tập luyện thì nó hạn chế bệnh, còn giờ không tập thì nó sẽ dễ tăng nguy cơ bệnh lý đó hơn. Rồi, cải thiện. Ok, nói chung tụ chung lại là nên kết hợp tập cardio thêm để hạn chế, nói chung là cải thiện sức khỏe là một, và hạn giảm được mấy cái bệnh lý và tim mạch là hai. Rồi, tập luyện cardio này sẽ được chia thành dựa theo ba cái yếu tố. Đầu tiên là fitness level, tức là mức độ fitness hoặc là trình độ fitness của khách hàng. Thứ hai là dựa trên bảng assessment, fitness assessment result B nè, fitness assessment result. Và thứ ba là có những yếu tố nào đó khác ảnh hưởng hoặc giới hạn các bài tập đối với khách hàng đó hay không. Đây là ba yếu tố ảnh hưởng lên một cái chương trình tập luyện cardio. Ok, có thể mình chắc dừng ở đây. Có các bạn có các bất gì không? Mình còn một phút. Hỏi một tí là ví dụ như trường hợp của Duyên lúc nãy có nói là ví dụ như hiện tại bây giờ cái cổ chân của Duyên không tập được cardio ấy, tức là không tập những bài tập bật nhảy ấy, nó okay. Liên quan đến vấn đề cổ chân ấy. Đúng rồi. Thì bây giờ mình đẩy cái bài tập lên cao, mình đẩy cái nhịp tim lên cao là ok không? Đúng rồi, cứ đẩy nhịp tim lên cao bằng những bài khác. Ví dụ